Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định Bắc Bộ có mưa rào và dông, vài nơi có mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 40 đến 100mm, có nơi trên 250mm. Cũng do mưa lớn liên tục, cơ quan khí tượng cảnh báo trên các sông suối nhỏ thượng lưu Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Đáng chú ý, các tỉnh sau có khả năng xảy ra sạt lở nguy hiểm đó chính là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang. Riêng khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào vào chiều tối, Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi nắng nóng. Về nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.